Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi đưa cho quý vị và các bạn một số cái nét cơ bản. Hôm nay mình đúng một cái câu thuật ngữ nha quý vị, là phán quyết của tòa án. Mình biết rồi, bây giờ đi ra ủy quyền ở ủy quyền mà tranh tụng ở tòa án, cho đến khi phán quyết có hiệu lực pháp luật, đi qua bên thi hành án, thi hành án hỏi phán quyết có hiệu lực pháp luật chưa, vậy thì phán quyết có hiệu lực là như thế nào? Tôi thì thực tế là tôi ít nói về cái thuật ngữ của chuyên ngành luật, tôi đưa vào một cái câu chuyện thực tế. Tuy nhiên rằng là hôm nay cũng phải dẫn giải cho quý vị và các bạn biết thế nào là phán quyết của tòa án. Tại vì khi mình sử dụng từ mà khách hàng của mình không hiểu thì rõ ràng cũng cảm thấy là hơi bị phải đi giải thích lại những cái thuật ngữ cơ bản thì cũng khó quá. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ tôi đơn cử một cái phán quyết của tòa án là như thế này. Ông, tôi đơn cử vào cái hồ sơ này, hai bên ký một cái hợp đồng vay tiền, nhưng mà vay có lãi suất, nhưng mà khi mà ký vay như vậy á, thì hai bên lại núp bóng cái hình thức ký vay mà ký hợp đồng chuyển nhượng. Và khi ký hợp đồng chuyển nhượng xong rồi thì cái bên mà vay á không có trả tiền trả lãi suất, cho nên cái ông mà cho vay ổng lại sang tên đăng bộ. Thì các bên không thể thỏa thuận được, cái bên mà vay á không có tiền trả, không trả lãi suất. Có thể là bên cho vay kiện, cũng có thể là bên vay đi kiện. Thì tòa án sẽ căn cứ những cái quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, các anh chị tòa án họ biết hết á. Họ biết đây là hợp đồng vay tiền ký chuyển nhượng á. Và họ mời các bên lên. Ông A trình bày: tôi là nguyên đơn tòa ơi, tôi á, là tôi cho cái ông này ổng vay là 100 triệu, lãi suất là 3% một tháng. Bây giờ tôi vay cho ổng, vay ổng trả đúng có 1 tháng, mà nay 3 năm rồi ổng trả tôi buộc lòng phải sang tên đăng bộ. Bây giờ nếu mà ổng trả tôi 100 triệu đi, nhân với lãi suất đi, bây giờ tôi rút lại là bây giờ 5 năm là 60 tháng, bây giờ tôi chỉ cho ổng là đại khái rằng là 1% một năm, 1% một tháng. Các bên đã gặp nhau ở một con số chung, gặp nhau rồi ha quý vị. Tòa bảo chứ thôi, nếu hai bên gặp nhau rồi thì hai bên ra giao nhận một con số là 150 triệu đi. Hai ông kéo nhau ra giao nhận tiền và ký lại hợp đồng chuyển nhượng. Thì lúc đó cái bên nguyên đơn họ mới rút đơn khởi kiện. Thì tòa ra quyết định gọi là đình chỉ vụ kiện. Quyết định về việc đình chỉ vụ kiện. Xong rồi, xét thấy có đơn tự nguyện rút đơn của nguyên đơn, bị đơn không phản tố. Thêm một cái ví dụ nha bạn, hai bên tranh chấp cái hợp đồng chuyển nhượng, mua miếng đất là 1.000 mét, thì bên nguyên đơn á họ mua mà họ đã trả tiền tới 60% rồi. Bên bị đơn nói tại ổng vậy á cho nên tôi không bán nữa. Bên nguyên đơn thì yêu cầu tiếp tục hợp đồng. Tòa nói giờ các bên thỏa thuận làm sao? Thì nguyên đơn nói thôi giờ ổng nói ông không bán, thôi giờ thị giá hồi xưa cái miếng đất hồi bữa đó mua năm 95 nó là 10 đồng, bây giờ nay nó lên là 50 đồng, thôi bây giờ tôi lấy 60% tương đương với số tiền. Bị đơn nói tính trong đầu cũng được, bây giờ mà mình lấy đất lại thì mình chắc mình cũng có thanh toán lại cho ông kia, thôi được rồi
Dạ được tòa ơi. Tòa nói giờ sao? Thôi để tự chúng tôi thỏa thuận. Và các bên rút đơn khởi kiện. Tòa ra quyết định đình chỉ vụ kiện. Các bên gặp nhau một điểm chung, đó là cái phán quyết đầu tiên là quyết định đình chỉ vụ kiện. Đình chỉ mà phải được việc, chứ nhiều khi đình chỉ lại không được việc nha quý vị. Cái thứ hai đó là quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Tôi lấy lại cái ví dụ hồi nãy nha quý vị. Hai bên tranh chấp hợp đồng vay tiền mà ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thì bên cho vay á hỏi rằng là thôi bây giờ lấy 150 triệu lấy một lần, khi nào tôi lấy tôi ra phòng công chứng tôi trả lại, tôi ký trả lại tên cho anh. Cái anh nguyên đơn biểu thiệt, nói thiệt với anh á là bây giờ tôi không có khả năng, tôi biết là tôi thỏa thuận nhưng mà tôi giờ tôi không có khả năng trả cho anh 150 triệu. Thôi anh chờ đi, chừng nào tôi bán đất. Chờ thì biết chờ làm sao. Thôi tòa nói thôi bây giờ hai ông ấn định cái thời hạn deadline nha. Cái thời hạn hai bên giao nhận tiền ngày tháng 6 năm 2018 rồi. Nhận cái thời hạn cuối cùng là tháng 12 nha, 31 tháng 12 năm 2018. Hai bên mừng quá. Thôi tòa ghi nhận giùm tôi đi. Quyết định công nhận sự thỏa thuận, hủy cái hợp đồng chuyển nhượng. Các bên giao nhận, cái bên cho vay đó sẽ nhận lại số tiền là 150 triệu đến thời hạn 31 tháng 12 năm 2018. Còn cái bên mà vay á, có nghĩa vụ trả lại tiền và các bên thống nhất bằng một cái biên bản hòa giải thành á. Từ cái biên bản hòa giải thành này quý vị và các bạn sẽ ra một cái phán quyết của tòa án, đó là quyết định công nhận sự thỏa thuận. Trong cái câu quyết định công nhận sự thỏa thuận này, nó sẽ có một cái câu rất là quan trọng. Quyết định này có hiệu lực ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Chuẩn không quý vị? Hôm nay hai bên giao nhận, tranh chấp cái bút, các bên thỏa thuận. Anh thối lại cho tôi 5 đồng đi, tôi sẽ cam kết không tranh chấp về cái bút này. Vậy nha quý vị và các bạn, đây là các phán quyết thứ hai của tòa, đó là quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Hay hồi nãy tôi cũng quên cầm một cái bản án cho quý vị và các bạn xem. Cũng lặp lại cái ví dụ hồi nãy, hai bên ký với nhau một cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bên mua đã giao 60%. Thì bây giờ bên bán đứng tên hết toàn bộ và bây giờ có cái nghĩa vụ phải thanh toán lại cho anh ta tiền chứ. Đứng tên thì đứng tên nguyên một cái 1.000 mét vuông đất, nhưng mà bây giờ còn tiền. Như các bên thỏa thuận, thôi được rồi, tòa kêu các bên lên, thôi phương án vậy tòa ơi, ai mua bao nhiêu thì tính tiền nhiêu. Tòa ơi, rồi ok, xuống đo đạc đi. Đo đạc ra, ông bên mua đó, ông nhận chuyển nhượng, ông nói thôi tôi đo 60%, tương đương với 60% diện tích đất. Bên kia còn lại là lấy 40%. Các bên đồng ý. Nhưng mà bây giờ sao? Chuyển qua sang tên đăng bộ rồi lại quay trở về cái tách thửa nữa. Thôi tòa ơi, tòa ghi nhận giùm tôi đi. Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nay nguyên đơn thống nhất nhận số diện tích đất là 6.000 m² thuộc khu 1. Diện tích là 600 m² thuộc thửa số 1, tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại xã A, huyện B. Bên B
được 400 mét vuông. Thuộc thửa đất số 1 tờ bản đồ số 2 tọa lạc tại Bồ Địa Chính. Và khi mà mình có một cái quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự này thì án phí mình sẽ giảm được 50%. Án phí là cái khoản mà mình phải đóng cho nhà nước đó quý vị và các bạn. Thế đây quý vị và các bạn, đây là cái phán quyết thứ hai, đó là quyết định công nhận sự thỏa thuận. Cái vấn đề thứ ba phán quyết của tòa đó là bản án. Tôi trở lại cái ví dụ ban đầu. Ví dụ là các bên, hai bên tranh chấp cái hợp đồng vay tiền. Tuy nhiên rằng là cái bên mà vay á thì họ bảo là tòa ơi, đây là hợp đồng vay tiền. Ổng trưng ra một cái giấy cùng ngày với cái hợp đồng chuyển nhượng. Còn bên cho vay họ bảo không, tôi có cho vay đâu, tôi mua mà. Và các bên đưa ra những cái chứng cứ để thuyết phục được tòa, chứng cứ dựa trên quy định của pháp luật để thuyết phục được tòa đây là hợp đồng vay tiền. Bên này vẫn thuyết phục đấy là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thì do không hòa giải được, do không thỏa thuận được, cho nên tòa mới đưa vụ án ra xét xử. Và khi có một cái vụ án đưa ra xét xử rồi thì tòa dựa căn cứ những cái quy định của pháp luật, có thể rằng đây là hợp đồng giả cách, bản chất hợp đồng này là hợp đồng vay tiền. Và khi là hợp đồng vay tiền thì hủy cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và buộc bên cho vay phải trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bên vay phải trả tiền lại cho bên cho vay, chẳng hạn là như vậy. Tôi có một cái vụ tranh chấp về thừa kế. Anh chị em trong gia đình khi mà ba má còn sống thì không biết lý do làm sao mà chuyển qua tên của người em út. Thì khi mà ba má chết rồi thì mấy anh chị em khởi kiện. Thì cái ông em á, cái ông ở trong nhà ông bảo là làm gì có tài sản của ba má đây, tài sản này là tài sản của tôi. Mấy anh chị em nói trời ơi, xưa giờ rõ ràng ba mẹ mình mua miếng đất này, mình là con ở trong gia đình, tôi cũng ở từ trong gia đình này ra, mà tại sao lại nói là đất đai? Bây giờ nói nghe, các bên kéo nhau ra tòa. Và ra tòa thì ông không thỏa thuận, ông nói không, cái tờ này của tôi mà, giờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của tôi là của tôi, pháp luật bảo vệ tôi. Và tòa, trong khi một bên các anh chị em ruột thì đã đưa ra những cái căn cứ viện dẫn là tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất, không khi cái bên còn lại thì cho rằng quyền sử dụng đất này có đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thuộc là của mình. Tòa cân nhắc, tòa bảo rằng nguồn gốc đất này là của ba mẹ, chia thừa kế, hoặc là quyền sử dụng đất này mặc dù là ba mẹ ở trên đất nhưng trong thời hạn ba mẹ còn sống, ý chí ba mẹ đã tặng cho cái người con ruột bằng một cái văn bản hợp pháp, bằng một cái hợp đồng tặng cho hợp pháp, và khi ba mẹ nhắm mắt xuôi tai thì đã không còn cái tài sản này nữa, cho nên cái di sản này không được xem là di sản thừa kế. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn trong những cái video có những cái khiếm khuyết về việc biết đạo. Vì tôi nói thật với quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi chỉ gặp những cái đầu dòng số 1, số 2, số 3. Và thông điệp chuyển đến cho quý vị và các bạn với mong muốn tất cả những người Việt Nam đều phải biết luật. Thông qua cái video này thì tôi cũng mong sự đóng góp từ quý thầy cô, quý luật sư đồng nghiệp và tất cả những cái quý khách hàng có những cái bắt được những cái hạt sạn to trong cái việc sử dụng nói về luật sai. Cũng có thể rằng là tôi không thể cập nhật hết những cái kiến thức luật, cũng có thể là trong cái quá trình
vì mang tính chất cá nhân mà quý vị, một mình làm, và có thể trong quá trình mình nói có một cái sự nhầm lẫn. Và quý vị và các bạn biết không, nếu một cái nhầm lẫn mà một người mà nói sai thì rõ ràng nó sẽ đem cái thông điệp đến cho rất là nhiều người. Và hy vọng là nhận được một cái sự đóng góp từ quý đồng nghiệp, quý thầy cô và tất cả những cái chuyên gia để nâng chất, nâng tầm cái trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.